ở khu vực núi Thánh Giá, núi Chúa, núi Nhà. Tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Sư đoàn 302 Quân khu 7, Tổ chức Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 88 phối thuộc hỏa lực của Trung đoàn, Sư đoàn, các đơn vị lực lượng vũ trang địa phương của tỉnh Bình Thuận và các đơn vị pháo binh của tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu thực hiện cuộc diễn tập bắn đạn thật với đề mục Tiểu đoàn Bộ binh Phòng ngự Bờ biển năm 2023. Trên thao trường là không khí thi đua, bước vào trận đánh lớn. Bộ đội thể hiện nhanh chóng và chuẩn xác trong từng thao tác, quyết tâm chế áp và tiêu diệt mục tiêu ngay từ những loạt đạn đầu. Đối với Đảng ủy Chỉ huy Tiểu đoàn đã lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị, trong đó tập trung vào quán triệt nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm cao cho bộ đội, tổ chức huấn luyện, luyện tập chặt chẽ, phương án bắn đúng theo cái hướng dẫn của cơ quan trung đoàn và sư đoàn. Bên cạnh đó thì đơn vị bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật đồng bộ với độ chính xác cao và làm tốt mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất cho nhiệm vụ diễn tập. Thì tôi cảm thấy khá là phấn khởi và khá là vui khi mà vì đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một cái diễn tập lớn như thế này, nghe được rất là nhiều cái loại pháo và trang thiết bị rất là hiện đại. Thì cảm giác tôi không có gì hài lòng hơn khi mà đã tiêu diệt được hết tất cả mục tiêu mà đơn vị đảm nhiệm. Chúng tôi là không uổng công khi mà anh em đã đổ mồ hôi và chịu nắng chịu gió ở đây, thì cảm thấy rất là hài lòng và vì mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên đã giao. Thông qua diễn tập, Sư đoàn 302 đã thể hiện rõ sự chủ động trong phối hợp hiệp đồng với các đơn vị địa phương, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, tổ chức huấn luyện đầy đủ các nội dung phục vụ cho diễn tập, nhất là phương án thực binh, các bài bắn đạn thật, xây dựng hệ thống công sự trận địa, chuẩn bị tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật chất, mô hình huấn luyện phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập. Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn, cán bộ chiến sĩ các cấp với quyết tâm cao nhất cùng với cấp ủy chính quyền địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch cũng như triển khai các bước, đặc biệt trong đó có xây dựng thao trường và thiết bị, xây dựng công sự trận địa để đảm bảo cho cái cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất. Mặc dù là cái thời điểm cuối năm nhiều việc gặp nhiều khó khăn về khí hậu thời tiết, tuy nhiên với cái sự đồng lòng của cán bộ chiến sĩ toàn sư đoàn đã thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ diễn tập phòng ngự bờ biển năm 2023. Tổng thể chung mà nói thì về công tác chuẩn bị cho cái đợt diễn tập này rất là chu đáo. Khi vào mà thực hành thì có thể nói là các cái phương án tác chiến cũng như là các đồng chí chỉ huy ở tất cả các mặt trận phải nói là nắm rất chắc về các cái phương án là triển khai của mình. Qua đây thì chúng tôi cũng thấy rằng là nếu chúng ta làm rất tốt công tác diễn tập như thế này thì khi mà có các cái tình huống xảy ra thì tôi nghĩ là tất cả các cái chiến sĩ, tất cả các cái đơn vị chúng ta sẽ nắm được tất cả phương án này để mà chúng ta bảo vệ là vững chắc cái chủ quyền an ninh quốc gia. Trong thực binh, hành động của cán bộ chiến sĩ luôn gắn sát với thực tế. Công tác tổ chức chỉ huy hiệp đồng và bảo đảm được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Các đơn vị tham gia diễn tập phối hợp hiệp đồng tỉ mỉ, khoa học, theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Cuộc diễn tập diễn ra thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị kỹ thuật, khẳng định sức mạnh, niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng vũ trang quân khu 7. Kết quả của diễn tập cũng là cơ sở để quân khu 7 tiếp tục nghiên cứu nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập bổ sung và hoàn chỉnh phương án tổ chức lực lượng chiến đấu, bảo đảm chiến đấu thắng lợi trên từng hướng chiến trường thuộc địa bàn quân khu 7 trong mọi tình huống.